thắng rất là được 100 ngàn. Kính thưa quý vị, bà con cô bác xa gần cũng như là quý vị các bạn, thì sau khi mà Đền Đầu Nhất tổ chức thắp hương xong thì bên công tác đoàn xã cũng tổ chức những cái trò chơi vui chơi giải trí cho các thanh niên cũng như là bà con cô bác về giữ cái lễ Đền Đầu Nhất của năm nay. Và tại đây là cái sân này là sân đất thuộc của đền, đất của đền, thành là ở đây là đoàn thanh niên của xã đang tổ chức những cái trò chơi vui chơi giải trí cho bà con cô bác cũng như là thanh thiếu niên của xã. Kính mời bà con cô bác xa gần cũng như là quý vị bạn chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những cái trò chơi mà đoàn thanh niên tổ chức. Đây là một cái khuôn viên sân của thuộc xóm 2 Tân Phong, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đây là thuộc của cái di tích của Đền Đệ Nhất. Và đây là cái việc bạn đang nhìn phía sau của Đền Đệ Nhất. Vừa rồi thì trong những ngày qua, trước ngày rằm tháng 3 thì là đoàn xã cũng có tổ chức cái giải bóng chuyền. Và sân bóng chuyền, kính thưa bà con cô bác xa gần, thì cái sân bóng chuyền năm nay cũng được cái sân bóng chuyền năm nay cũng đã được đổ bê tông hóa. Và nhờ những cái tấm lòng hảo tâm cũng như công đức của bà con cô bác xa gần, chính vì thế mà cũng rất mong bà con cô bác xa gần mà chúng ta có thời gian chúng ta về với quê hương thì chúng ta vào thắp hương về với cội nguồn, với Đền Đệ Nhất. Và rất mong những cái tấm lòng hảo tâm của quý vị và các bạn như bà con cô bác xa gần khi về xã nhà. Và đây là một màn nhảy ba bố của đoàn thanh niên xã Diễn Nguyên tổ chức, thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn cũng như bà con cô bác chúng ta xem cái nhảy màn nhảy ba bố của đoàn thanh niên xã Diễn Nguyên tổ chức. Ôi à, Phương ơi, đừng cho Phương được. Thì anh còn bự anh à. À, thế thì cổ động viên chúng ta đi ra ngoài tí cho anh chị nhảy rồi. Nhá hát nha. Nửa đường, nửa cổng gần hết đường, nửa mệt ạ. Nhá ơi, chuẩn bị nhá ơi. Được chưa? 1, 2, 3. Hay lắm. Hay, hay. Đó là một thằng nhám nào. Bay vô em ơi. À, đừng nó học rồi. Đệ nhất 100. Đệ nhì 200. Đệ ba 300. Đệ thứ 400. Chuẩn bị nha, mấy đứa chuẩn bị này. Nhảy là không được khó, bên này bên trong bì là phải nhảy nè, còn khó là khó trên ngoài nè. Còn mấy bên nam mới đề nghị gất bếp trên nè, đừng khui đừng tương chưa. Chuẩn bị đây. Rồi rồi rồi, chuẩn bị tương lưu đất tí thôi. Ê, chị xin mời. Khui tương ngoài mà thấy được mà. Alo, là quần nắng này. Chuẩn bị đây tí thật rồi, tổng hết nháp rồi. Bị chưa? Từ từ thôi. Quay quay một tí mà lấy đà đi. Ê, nhảy từ từ thôi. 1, 2, 5. Mới ra về năm là hà được một đứa rồi. Hai bạn rồi đấy. Này. 1, 2, 3. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Ai ơi.
Đó cũng là một số 2. Hả? Không có không? Không có không? Không có không? Không có không? Nhà tôi là chưa, nhà tôi chỉ có nhà tôi cho tôi đưa rất rồi. Bấm vào bụi cỏ đi. Khoan. Sớm mưa tả tay thế. Quân đi quân được, quân đi quân chơi,
Thank you.
Tạt nước xuống. Điền thái nước tạt nước xuống. Đưa đi hỏi là gì nữa. Đưa ra nào. Ê ê ê, mày cho đứng tắt đằng trước này. Đừng đứng chuột đằng sau, tắt đằng trước. Hoài, lấy hoài năng quấn cho phủ. Hoài, hoài, quấn lại, quấn lại. Ủa, có khó khăn của thằng lớn này. Làm gì là thằng gái chịu thoải mái á. Mì ơi, hai mẹ nào chơi, hai chị quên. Thuật mì nào, đếm từ 1 đến 3, tiếp tục rồi. Chị đi. 1. Mới vừa rồi, không có 3, kéo mặt nữa rồi. 2. Hãy đổi đứng ra thả lỏng một tí, chưa gì đấy nha, cầm dây thôi, thả lỏng một tí, thả lỏng một tí. Thì bán tổ chức chúng ta cao qua cho đơn vị thứ hai này.